Nhà đẹp Tấn Á xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chia sẻ mỗi ngày một nhà đẹp của công ty cổ phần kiến trúc Tấn Á. Cứ đến hẹn lại lên. Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn mẫu nhà hai tầng thiết kế theo phong cách hiện đại do đơn vị Tấn Á chúng tôi thiết kế cho anh Hoan ở Thạch Hà, Hà Tĩnh. Và tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu nhà của anh Hoan đây trên trang YouTube của chúng tôi Nhà đẹp Tấn Á. Trên trang của chúng tôi sẽ có đầy đủ các video về giới thiệu về các sản phẩm thiết kế, về các công trình đã đi vào hoàn thiện và sử dụng. Và bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những cái video của đội ngũ giám sát, đội ngũ thi công toàn gói, đội ngũ hoàn thiện nội thất sẽ cho các bạn một cái nhìn đầy đủ chi tiết nhất về thiết kế và xây dựng cơ bản hiện nay. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Nha Đẹp Tấn Á à để nhận được tất cả những video mới nhất mà đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi đã update lên giới thiệu đến quý vị và các bạn. Hôm nay đây chúng tôi sẽ chúng ta sẽ cùng quay lại với nhà của anh Hoàng ở Thạch ha Hà Hà Tĩnh. Tôi sẽ giới thiệu đến mẫu nhà hiện đại hai tầng của anh Hoàng đây trên tư phân mái cho đến phân mỏng của công trình. Trước tiên chúng ta sẽ đi đến phân mái của ngôi nhà thì uh, mái của ngôi nhà anh đây là một mái thiết kế theo phong cách thì uh, uh, mái Nhật luôn. Cái hệ mái Nhật luôn thì nó có cái đặc điểm đó là cái sàn bê tông của chúng ta đua đến đâu, mái sẽ đua theo đến đấy. Và các chi tiết quan trọng của cái hệ mái này đó là các vị trí uh, trụ cậy đỉnh mái. Đó là độ dốc của mái và đó là đồ cấn xứng trong kiến trúc của hệ mái. Rồi và cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải có cái yêu cầu kỹ thuật về các vị trí trụ cậy đỉnh mái này. Yêu cầu kỹ thuật đó là chúng ta phải đặt được đúng các vị trí để chúng ta có một cái hệ mái cân xứng và các vị trí trụ cậy đỉnh mái này thì chúng ta đặt các cái vị trí cột thu lỗ chống sét đảm bảo an toàn cho ngôi nhà trong mùa mưa bão và độ dốc của mái thì đảm bảo cho ngôi nhà độ thoát nước tự nhiên để trồng thẩm rột một cách tốt nhất cho ngôi nhà và dưới cái hệ uh, máy nhật luôn này sẽ là hệ xe nô máy đây đây là hệ sinh mãi máy nó sẽ chạy dọc viên theo hệ uh, mãi của ngôi nhà cái hệ xe nô máy này thì uh, kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế có các cái uh, ba cái đường uh, phao chỉ nhận nhà ở đây đường uh, các cái đường phao chỉ này nó sẽ uh, có các cái đồ dây và đồ mỏng khác nhau để nó nhận nhả làm nổi bật lên cái hệ xe nô mái này và dưới dọc theo hệ xe nô mái đó là hệ bóng đen đau lái bóng đen đau lái này thì khi các bạn thấy ngôi nhà vào ban đêm chúng ta bật đen lên thì ngôi nhà sẽ rất là lung linh sáng trọng và quan trọng nữa chi tiết quan trọng nữa ở cái xe nô mái này đó là cái đồ vươn của xe nô mái nó sẽ phải phù hợp với lại diện tích của ngôi nhà và diện tích đất cũng như là diện tích sử dụng của ngôi nhà để chúng ta kết hợp với đò với hệ mái để tạo được một cái đồ dốc thoát nước uh, tốt nhất cho hệ mái của ngôi nhà và dưới cái hệ trên mái đó là cái hệ hệ cổ mái các bạn thấy với cái hệ cổ mái này hệ cổ mái này thì uh, của ngôi nhà anh Hoan đấy thì chúng tôi thiết kế cho anh là hệ cột mái tương đối là to đó cái hệ cột này thì chúng ta có thể là sơn uh, màu uh, màu ghi hoặc màu xám chúng ta có thể ốp gạch thẻ đó và cái cái uh, vị trí uh, cổ mái này chúng ta cũng có thể là ốp đá tự nhiên tùy vào cái điều kiện kinh tế và cái 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 sở thích của từng giá chủ khác nhau nhưng mà Uh, thông thường, thường, thì chúng ta ốp cái gạch thẻ màu xám uh, như trong bản vẽ thiết kế đây là đã làm được nổi bật kia hình mãi của cổ mãi của ngôi nhà rồi đây thì gạch thẻ của hình ảnh 3D uh, ngoài thật ngôi nhà đây các bạn thấy uh, tôi sẽ view cần cảnh cho các bạn xem đây đây là thì gạch uh, thẻ và uh, ở cái hệ cổ mãi này và phần thân, thân thì uh, được uh, uh, với nhau bởi một cái phao chỉ một cái đường phao trong cái đường phao này thì có hai cái điểm nhấn đó để nó tốn lên làm nổi bật giữa phân mãi và phân thân của ngôi nhà và xung quanh các cái viên của cửa sổ ấy các bạn thấy đều có được ốp các cái phao nổi Ở, phao nổi so về mặt bề mặt của tương các cái đường phao nổi này thì nó sẽ làm tố đầm lên cái đường sắc nét của ngôi nhà và uh, xung quanh các cái uh, cửa sổ uh, mà kiến trúc sư thiết kế đấy thì các bạn thấy đấy là hệ cửa nhôm hệ nhôm hệ thì chúng ta phải có một cái hệ khung đằng ngoài nó phải tạo được cái điểm nhấn kiến trúc nó nổi bật cho ngôi nhà Đó. và ở dưới hệ cửa đấy thì các bạn thấy đấy là các cái vị trí ốp gạch giả gỗ gạch vân gỗ đây các bạn thấy gạch có cái hề gạch vấn gỗ toàn bộ ở, ở dưới cái cái hệ cửa bằng nhóm hệ. Thì toàn bộ phần cửa của ngôi nhà chủ đạo vẫn là cửa nhóm hệ chỉ có các vị trí cửa chính và cửa đi ra ban công ở tầng 2 rồi cửa sổ mặt tiền của tầng 2 là sử dụng cửa gỗ. Còn lại đó là là hệ cửa nhóm kính. Thì nhóm kính bây giờ trên thị trường cũng có rất là nhiều loại vì vậy mà chúng ta sẽ tùy vào cái điều kiện kinh tế để chúng ta lựa chọn có nhóm kính Việt Pháp, có nhóm kính Si Pha, có nhóm kính nhập khẩu úc, mỹ, ý vân vân thì uh, tùy vào điều kiện kinh tế các bạn uh, hãy lựa chọn và hệ làm uh, ở ban công tầng 2 đây là chúng tôi thiết kế cho anh đây là hệ làm uh, sát sơn tỉnh điền uh, có uh, bổ trí uh, sơn các cái uh, uh, vân màu nó khác nhau để nó tạo được cái điểm vẻ đẹp với cái mặt tiền của ngôi nhà đến cái lám này thì chúng ta có thể treo các cái giỏ hóa cái giỏ lan để và kết hợp với các cái chầu cảnh ở dưới ban công đó để tăng thêm cái đồ thẩm mỹ cho ngôi nhà toàn bộ lán cán ở ban công của tầng 2 đều là sử dụng hệ kính cương lực hệ kính cương lực đây thì chúng ta sẽ đặt theo mét dài của ngôi nhà và người ta sẽ đến lập cho chúng ta theo yêu cầu của người ta đặt bao nhiêu mét dài đó và dưới cái vị trí các bạn thấy ở vị trí cột các cái cột góc của tầng Hái thì đều được đập các cái đường phao chỉ nhìn rất là tốt, khỏe chắc chắn cho ngôi nhà và ở dưới ở dưới sàn của sửa tầng 2 và tầng 1 cũng có một cái hệ thì đắp gạch thể để phấn tầng giữa tầng 1 và tầng 2 à, xung quanh đường dâm thì đều được tố vẽ các cái đường phao chỉ nhận nhã và ở trên cái hệ lánh tố cửa đó là một cái hệ đắp thêm một cái hệ phao nổi nó sẽ tạo tăng được cái cái điểm nhận kiến trúc của ngôi nhà thì um, vì chủ yếu chủ đạo của ngôi nhà đấy là sử dụng sơn màu trắng. Đó và kết hợp với uh, các hệ cửa thì uh, màu gỗ cũng như là các hệ cửa nhôm kính. Và uh, các bạn thấy uh, ngôi nhà của anh Hoan đấy thì uh, không có các cái đường uh, chỉ ấm dầu chạy dọc tương, vì vậy mà chúng ta phải để ý đến các cái chi tiết của các cái đường uh, phao nổi để tạo được cái điểm nhấn kiến trúc cho ngôi nhà hai hệ cột ở dưới tầng 1 các bạn thấy rất to và khỏe hệ chắn cột thì đều chắn cột và hệ bậc tam cấp thì đều được uh, ốp đá tự nhiên và đến cái phần thân cột thì có các cái đường chỉ âm có cái hệ đoạn đen mặt trâu hai chiều đặt dọc theo chắn cột các cái đường chỉ âm này nó sẽ tố vẽ thêm cái vẻ đẹp của cái kiến trúc của ngôi nhà và giữa tầng 1 và tầng 2 thì đều có cái khu sân rửa sân phơi đằng sáu sân rửa trên phơi đằng sau thì chỉ xây với một cáo đồ tương và sau đó là cho lắp cái hệ hóa sắt để đảm đảm bảo được cái cái đồ thông thoáng lấy sáng lấy gió cho cái khu sân rửa và đảm bảo được an toàn cho ngôi nhà đó chúng ta sẽ xem cùng các cái góc cạnh của ngôi nhà từ mặt tiền mặt bên và À, mặt trên xuống để chúng ta cùng chiêm ngưỡng toàn bộ được cái vẻ đẹp của một ngôi nhà thiết kế theo phong cách hiện đại. Đó. À, các bạn thấy ở hệ tiên sảnh thì uh, tiên sảnh đấy mà hệ bậc tam cấp với có vị trí các cái vị trí đặt uh, ốp đá tự nhiên nó sẽ rất là đẹp lung linh và cái hệ chấn móng thì uh, ở đây thì uh, kiến trúc sư của chúng tôi uh, thiết kế cho anh đấy cũng là ốp đá tự nhiên ở cái hệ chân mỏng, nó vừa sạch và nó vừa đảm bảo được cái uh, đồ thẩm mỹ, đồ sáng trọng cho ngôi nhà. Các bạn thấy các cái đường chỉ nét mà kiến trúc sư uh, thiết kế lên thì đều nhìn rất là đẹp, hiện đại và sáng trọng. Đó. Chúng ta sẽ cùng view lại toàn cảnh của ngôi nhà lại một lần nữa. Trước khi chúng ta đi đến cái công năng bổ trị sử dụng đất trong của ngôi nhà Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái công năng sử dụng của uh, tầng 1 ngôi nhà anh Hoan đây Với uh, tầng 1 mà chúng tôi thiết kế cho anh đây Với tổng chiều dài là 8 nhấn cho 13,75m chiều dài Từ uh, phân tương 6 cho đến cái phần uh, trù tiên sảnh nước trước là 13,75m thì chúng ta cũng nhấn cái diện tích uh, xây dựng ra. Chúng ta nhấn cho 8. Và tổng là 110 m vuông. mà chúng uh, tôi bổ trí cho anh. Đó là có phòng khách rộng 27 m vuông, Phòng bếp rộng 15 m vuông, Khu sân rửa đằng sau rộng 7 m vuông, Nhà vệ sinh rộng 55 m vuông Và có một phòng ngủ uh, ở tầng 1 thì rộng 16,5 mét vuông rất là rộng phòng ngủ tầng 1 này có các cái vị trí để chúng ta đặt có thể đặt bàn ở đây là bàn trang điểm cũng như là không gian sử dụng ở trong cái phòng ngủ mà tớ này rất là rộng phòng khách và phòng bếp thì ngăn cách bởi nhau bởi cái hề lám hề lám gỗ và kéo ra giữa phòng khách và phòng bếp với tổng Tổng chiều dài đấy các bạn thấy đây là hơn 10 m vuông, hơn 10 m dài đó. Thì với cái diện tích sử dụng này thì phòng khách 27 m vuông sẽ rất là rộng. để chúng ta đặt cái hệ bộ bán ghế sofa và đây là vị trí tủ kệ tivi Đây là cái phần nội thất của ngôi nhà. Và thì cầu thang đi lên ngôi từ tầng 1 lên tầng 2 của ngôi nhà. Đấy được thiết kế 25 bậc theo phóng phong phong thủy để chúng ta lấy cái số bậc nó hợp lý. Và các bạn thấy có phong bếp ăn rộng 11 mét vuông vị trí đặt ban ăn và vị trí đặt lavabo, chậu rửa sẽ kéo ra ở đây, đấy là vị trí tủ bếp. Đây, vị trí tủ bếp đây các bạn thấy đấy. Và đây là tổng cái uh, diện tích xây dựng, diện tích sử dụng, mặt băng công năng của tầng 1 nhà Anh Hoan mà chúng tôi đã bổ trí thiết kế cho anh khi chúng tôi đến ban giáo hồ thiết kế thì anh cũng như là các thành viên gia đình đều rất là ưng ý với cái bổ trí công năng của ngôi nhà anh đấy thì các bạn thấy khi chúng ta đầu tư một khoản tiền 2 đến 3 phần trăm chi phí xây dựng của ngôi nhà để chúng ta có một cái bản thiết kế bản thiết kế thì sẽ có cái kiến trúc đẹp và thứ hai là cái bổ trí công năng nó sẽ rất là hợp lý sử dụng một cách khoa học thuận tiện nhất cho gia đình chúng ta đó là các cái yếu tố thuận lợi và các cái yếu tố của một bản thiết kế mang lại cho chúng ta tránh được các cái háo phí phát sinh trong cái quá trình thi công nếu như không có một cái bản vẽ thiết kế nó sẽ rất là lớn đó Đấy là tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn ngôi nhà của anh Hoan Từ phối cảnh 3D đến cái cống nắng sử dụng đứng trong của nhà anh Và các bạn uh, sẽ cùng tôi để chiếm ngưỡng lại cái phối cảnh 3D này một lần nữa Ngôi nhà hiện đại hai tầng rất là đẹp, hiện đại, sang trọng Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Nhà đẹp Tân Ả à của chúng tôi Để cùng nhận được tất cả những cái video mới nhất và đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi đã ốp um, đất lên để chúng ta có một cái nhìn sâu sắc toàn cảnh về kiến trúc về xây dựng cơ bản hiện nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các cái video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại.